Hi guys, welcome back to Cam Learning English. Today I'll share you about how to use will and be going to. Okay, tiếng Anh này xong sau cùng một đoạn tiếp và lại nick dùng cho được cả proper will hay là be going to nhé. Chừng thật ta cả proper will đòi được biệt ná hay tập proper will xong đây từ lời sự cảm phép ấy hay be going to nó cứ xong đây từ lời sự cảm phép bài nà nhé. Chưa tôi tới dùng xong lực bằng tích nhé và không xong lực bếp bọn tình năng cao vào will hay nó be going to và bọn bọn bài chỉ thật lập riêng về một mở hỏi tại cái lô thật bọn bọn khá tích cực gọt click năng cao vào bài mà chúm nôn nhé chân cao vào will mình nghe ta xong đại tựa instant decision nhé chứ cao xong ra chất phim chúc cao vào bài me going to. Yeah, be going to nó cứ dừng ăn hai bữa thì ta chỉ tập trung chỉ cho plan nhé. Mình thấy thế, chỉ cùng ruộng, sắm rạp, ăn à cướp, nó không năng. Chẳng bao giờ chỉ dừng cả prep tiếp bởi vì cả prep pi ní cứ will hay là be going to. Ở vậy để đổi khnía cứ dừng ăn prep vì nó không bell ăn à cướp đổi khnía. Hay ở vậy để khóc khnía cứ sắm rạp. Will cứ xâm rạp cả prap mỗi cả ta chỉ instant decision và cứ chỉ cả xâm rạp chất phlim xâm rạp chất phlim thua phlim và chúng ta be going to mình thả chụp 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 plan. Yeah, you have already planned in the future. Mình thả dùng mình cùng rung rồi chỉ xảy ra thôi muốn như thua sẽ cảm ạp hiếp ở ngoài môi. Ok, chân của mọi khác về lời dư dương châu tất cả cả prap tăng pin tạm đó chúng từng học này dùng chui mình thả mở hay nâng có sầm có thật tá vì mình lại cái nào học này bài ná rồi có phần mạnh dạng. Ok, now let's go everyone. Ok, using going to cái proper going to. Ok, one, we use going to talk about a plan activity for future. Dùng pra going to gắn cứ going to ní tạm gặp bất tức cứ rút môn phải dân càng lớn mình là be going to mày nè. Ok, phần tay đó cái đặt cắt cái đặt going to. Ok, chân dương pra going to đâm bên dương bí sạc ca mập hiếp đai miên cùng ruộng muối xâm rạp bếp à nà cực và đang dây sở rộp việc lấy tức cho mình xâm khạp này càng lớn mấy thả bờ sân chỉ dương pra be going to rồi có going to nâng xong đây từ lỡ sạc ca mập hiếp rồi có quay mũi để dùng mang được trong tục chỉ cùng ruộng rồi chỉ sạch xâm rạp bếp à nà cực. Ok, chẳng lấy dùng mơ example và đồng bệnh nghe dữ. Ok, A, there is a good movie on TV tonight. Mình xa dùng dân đã lo mơ muối bình chàng tăng và chợ tổ tốt nớ dụng nè. B, yes, I know. I am going to watch it. But, khi nhóm đang hỏi, khi nhóm nâng mơ về. Bạn chẳng cao bà bà, I'm going to watch it. Mình nè thà, bà tốp dân bán đằng nơi sẽ cầm một phía bà có đăng thà ô mình đừng là ổ mơ nơi bị dụng ni nhưng chẳng hỏi cứ mình thay dùng mình chỉ cùng rung rồi xa cho ấy nhưng chẳng hạ cả lại nắng cứ vì mình men chỉ ca xâm ra chất phim phim tế mình thay cứ chỉ ca xâm ra chất mối đai mình cùng rung cho bà loa đại xa dương mực hình biệt tạ thu này này dụng ni cứ xâm lấy nẹ kháng đào này ấy cứ đi chìa kháng e như vậy chẳng tầng này. Ok, A, why is very in a hurry? Hãy đối với chia bad thì nâng gọt bởi nhạc lẽ. Because he's going to meet her brother at the station at 6. Bị bố niên nâng tự tự chuộp chú mùi nâng bóng bảo 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 niên nâng ai sản ý nâng bóng bảo mùi. Và chẳng kỳ đặc kỳ bảo is going to meet và mình thật chú plan đấy ná tặng học nế và mình thật vị trí cùng ruộng và mình thật cùng tục rồi chứ thật chú bóng bỏ nơi sản-ni rồi còn nơi gặp lại nằm môi chẳng tầy và chẳng mình men tập nâng xâm ra chất phim tế nế cứ kể hỏi thác cứ chú ca rịp chọn tục rồi có chú cùng ruộng. Ok, A, is John coming home soon? Ta cho nâng tự lọc một tờ quanh chọc chạm y tế. B, yes, I'm going to meet him at the airport tomorrow. But xong nâng chụp quạt nợ ai bình luận hóa nợ thằng ấy. Sạch nè.
OK, chúng ta sẽ dùng khởi nghiệp là tomorrow và tomorrow ngày sai nhé. Ngày sai chúng ta sẽ dùng phần là cái chip plan và chip rong vì phụ thuộc vào scam phiếu là cốt cán. Còn tại vì chip scam phiếu đang một tuần một đó, họ dùng ai để chọn tập bàn để con scam phiếu này nhé. OK, chúng ta sẽ dùng phần will meet đấy, cái này chúng ta sẽ dùng am going to meet. OK. I'm going to watch TV in a minute. Because my favorite program is on. Yeah, khi ông mơ tụt tụt nở, bây giờ mình chạy chạy đi. Vì phụ thay cam vị thi để khi ông chơi chạy mơ nắng, vị bàn bình trang hay. Và chân sẽ cảm phim này cứ chứ cả bình trang, rồi có chứ sẽ cảm phim mỗi đấy, cả lăng chỉ tiền toán, hỏi mình lại nó cứ miên cùng rốn, rồi có mơ chứ bình trang mày. Chắc dựng ai phá, I'm going to watch. Okay, now finish number one. Let's go to number two. Okay, chúng ta bắt đầu từ P dùng máy đá. Chúng dùng ai mở bật tỏ tiền nhé. Okay, number two. We just going to for prediction in the near future. The speaker is sure about their sign about it. Yeah. Chúng ta dùng bắt B going to rồi còn dùng bắt going to. Xem ra cả tu tì nơi không sản phẩm này có được cả rồi còn là kỹ năng bây giờ này là cột chẳng nghe chụp cả tu tì nó tu tì mày đã bốn và giữa ai pra tâm rung going to rồi còn be going to xem ra cả tu tì ní mini tha ở ngoài môi đài nâng cả láng ok nâng cả láng nơi kỹ bây giờ này cột cứ mini tha nâng cả láng nó không bị chạm 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 này ok the speaker is sure nè nên là gì nó prokat nát thẻ và miễn dịch nhé rồi có vay mũi để bằng hai nhầm tiền về và trước ưu tiên họ thà lại nó dương ai tu tiền thà it is going to rain yeah it is going to rain soon we don't plan nó bị chập chập chẳng hai đại ban chưa dương ai gì chẳng bán để sao dương khơi thành phép chợ đại mà chìm nuối đôi chìm mình cho bỏ lang không bị thòng đa đôi chìa cá sấu prai pro mình bỏ bọc mai và chẳng dương khơi thành phép phải nâng dương ai tụt tiền bán vận tải phía rồi những cả lang cứ tràn chiến mình cả nè để sao dương khơi những pin thành phép chợ đại đại chỉ là tập hóa còn đại chỉ hóa hoặc tăng ok nào. Let's go to the let's go to the example. Yeah. Chúng tôi học bây giờ mình đã. A. What is the problem? Ta miễn bằng hải. Yeah. There are strange noises in the leaf. Miễn xâm lên chùm lại nơi khăn nông chùm lại chùm. Okay. I think the leaf is going to break down. Let's get out. Trong cái thai chúng ta dùng nâng khôi hỡi và rồi còn nâng bạc hỡi ta dưỡng trên đất cái này. A. I feel cool. Trong mê ra làm thai đồng nghĩa. B. Look at those black clouds. It is going to rain. Trước cái lệch mơ bộ khmai từng ổn nốt và viết nâng phliền. Và chẳng dừng áp ra it is going to rain vì nó phương để xa ấy để xa dừng khơi thật black clouds và bộ phố khmer nó cứ chứa evident cứ chứa phó tán đây dừng ai tốt đi bàn thật cảm thiệp nâng vì nâng ai cả lại nè. What is the matter with you? Ta miên bà nhà ấy chứa mùi nhà đấy rồi có tên miên bà nhà ấy. I feel terrible. I think I'm going to be ill. Đã chứa miên là rộng mình ổ tế xem cái thai khi nắng trừ ok look at the sky it's going to rain soon yeah chocolate mermaid we nó phiền không phải chập này ok b Germany have just score và crom alamon tiếp ta từ tổ bán tận tụ England are going to lose again và crom ông lấy nâng chặn mà đòn tiền đây và chẳng ưu tụ hóa thà nâng chữ ca tụ tí vận tay tụ tí đem mình là tập hóa được phó tăng chữ bạc lọt ná chẳng ưu tụ hóa thà crom Germany hay nâng crom England chữ crom bao tọt chẳng tới bì nâng hay Germany ní bàn tụ bàn bay crop chẳng tới hay England ní cứ tụ bàn tập mà crop ấy rồi có ọt tụ bàn sọ chẳng tới hay dân đoàn tí chồng cao vậy
chẳng ở dân ăn tu ti đằng mẹ này chẳng chưa mẹ này cứ đằng ta đằng tới chuyện này và để sao tu bây chị lại nét tốt cho một khoa trong khối có nơi thì chẳng cả à sắp phải bằng nâng cứ cả hai tháng chỉ sản phẩm trong cả tu ti vận tải dùng mình là tập hóa có chỉ khoa tăng là không phải bắt và chụp bọn nâng đại bằng hai tháng sản phẩm nâng cứ miền phía rồi cho để ai cắt cắt lại và ok chạy nhầm mơ khăn khẩu và khăn khẩu của chúng ta will.